Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Amazon Việt Nam. Tôi là Nguyễn Mắc, là người hướng dẫn các bạn trực tiếp quy trình làm dropshipping năm 2019. Thì trên đây là màn hình, đây hiện tại đang là giao diện chính của kênh Amazon Việt Nam. Thì các bạn đang mới và sẽ làm về Amazon cũng như là làm về dropship thì anh em lên trực tiếp kênh Amazon Việt Nam để đăng ký cũng như theo dõi video hàng ngày. Video thì tôi sẽ ra khoảng tầm 3 ngày một video về các nội dung khác nhau. Thì anh em đăng ký, ấn vào đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất nhé. Thì quay trở lại nội dung chính ngày hôm nay, thì hôm nay tôi sẽ nói về đó là vấn đề đó là gói vận chuyển của Amazon, gói vận chuyển của Ebekis. Gói vận chuyển Ebekis là gì? Và tại sao làm dropship lại phải chọn gói vận chuyển Ebekis mà rất nhiều người thắc mắc, rất nhiều người comment hỏi. Thì tôi nói rõ cho các bạn là gói Ebekis tức là gói vận chuyển rẻ, gần như là rẻ nhất thế giới. Còn nó có thể vận chuyển từ Trung Quốc sang 35 nước khác ngoài khu vực, và tốc độ giao hàng của nó khá là nhanh, cũng như là cái phí vận chuyển của nó rất là rẻ. Vì vậy nên người ta chọn Ebekis. Và tại sao người Mỹ lại chấp nhận gói vận chuyển Ebekis? Bởi vì là gói vận chuyển Ebekis, tôi sẽ cho các bạn xem nhé. Các bạn lên trang AliExpress này, các bạn vào một ngách bất kỳ, nó sẽ hiện ra một sản phẩm xem có gói vận chuyển Ebekis hay không. Thì các bạn có thể ấn vào chỗ phần To Illustrate Ebekis này. Đây là có này, đây này, có gói vận chuyển Ebekis này. Thì tại sao gói vận chuyển là Ebekis lại được người Mỹ chấp nhận? Bởi vì thứ nhất là gói vận chuyển này rất là rẻ, chỉ từ 1 đến 2 đô sản phẩm này là nó không mất phí thôi, lại còn free ship luôn này, cộng thêm có mã checking nữa, và thời gian giao hàng của nó từ 12 đến 20 ngày. Vì vậy nên người Mỹ chấp nhận cái gói vận chuyển này, Amazon chấp nhận gói vận chuyển này. Thứ nhất vừa rẻ, thứ hai là vận chuyển cũng khá là nhanh, và thứ ba là có mã checking. Sản phẩm này là hiện tại là nó free ship thôi, chứ còn sản phẩm khác thì sẽ có phí ship, ví dụ như sản phẩm này chẳng hạn. Đây, gói vận chuyển Ebekis, gói này vận chuyển Ebekis này là 4,68 đô, có mã checking và thời gian giao hàng là từ 12 đến 20 ngày. Đấy, thì tại sao lại người Mỹ lại chấp nhận? Bởi vì là thời gian giao hàng như thế, có thể người ta có thể nhận được sớm hơn cái thời gian mà chúng ta đặt ship, chúng ta đặt chế độ ship thường ở trên Amazon. Chế độ ship thường ở trên Amazon thì đây, các bạn vào phần setting, các bạn vào phần setting nhé. Sau đó vào phần shipping setting, cài đặt ship ấy, thì các bạn nhìn cái gói vận chuyển thường của Amazon này. Đấy, chế độ vận chuyển thường thì cái thời gian giao hàng của nó từ 14 đến 28 ngày cơ. Đấy, 14 đến 28 ngày. Mà gói vận chuyển Ebekis chỉ có từ 12 đến 20 ngày thôi. Vậy có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ nhận được hàng trước khi mà thời gian giao hàng của Amazon, gọi là ngày cuối của cuối hạn của ngày giao hàng của Amazon trên cái gói vận chuyển thường này, đúng không ạ? Vì vậy nên là sẽ tạo được cái niềm tin của khách hàng, và khách hàng rất là thích bởi vì giao hàng rất là nhanh ạ. Đấy, vì sao? Vì thế nên chúng ta có thể lựa chọn gói vận chuyển Ebekis này từ Trung Quốc sang ship sang các nước trên thế giới, ngoài ship sang các nước như kiểu Mỹ, để chúng ta có thể làm dropship được. Tuy nhiên thì một số bạn cũng hỏi tại sao không ship từ Việt Nam. Thì Việt Nam thì vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ thì cái chi phí mà đi lại rất là đắt, rất đắt đỏ, gần như là không thể làm dropship. Vì vậy nên là chúng ta nên có một lợi thế khi chúng ta biết được có Ebekis và chúng ta lựa chọn có Ebekis để chúng ta kinh doanh trên Amazon, là một lợi thế rất lớn cho người Việt chúng ta. Đấy. Thì các bạn có thể xem trực tiếp sản phẩm cũng như là xem trực tiếp sản phẩm của các ngách nào có gói Ebekis. Đây, như trên màn hình đang hiện đây. Đấy, của tôi là tôi cài một phần mềm hỗ trợ nên nó sẽ hiện luôn gói Ebekis và phí bên phải góc phải này, phí có nghĩa là phí giao hàng Ebekis ấy là bao nhiêu tiền. Như gói này là free này, không mất tiền này, gói này free này, gói này mất 4.68 đô la này. Đấy, thì các bạn cài công cụ cho tôi, đó là công cụ này có tên là Opelo nhé. Opelo, các bạn lên Google, các bạn gõ Opelo extension là nó sẽ ra đây, Opelo extension đây này. Sau các bạn cài cái này vào,
Thì cái này hiện tại tôi đã cài trên trên extension của tôi rồi, đây này, của nó đây này. Đấy, chính vì thế nên là khi mà tôi vào AliExpress thì nó sẽ hiện ra các sản phẩm nào có eBay Kit, sản phẩm nào không có eBay Kit nó sẽ hiện ra ngay. Đấy, gần đây ở cái trang ấy này gần như là có đây, sản phẩm này là không có eBay Kit này, nó màu đỏ này. Còn đâu là gần như là tất cả các gian hàng người ta đều hỗ trợ giao hàng eBay Kit hết. Đấy thì các bạn làm dropship thì các bạn sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nào có thể bán được, mà sản phẩm nào màu xanh có gói eBay Kit, còn màu đỏ thì chúng ta không lựa chọn. Thế thôi ạ. Và đây là một kết quả, một cái lợi thế rất lớn cho chúng ta trước khi chúng ta kinh doanh với Amazon thì chúng ta cần phải biết. Thì hôm nay tôi xin dừng video ở đây. Tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe cho các bác. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và sớm thành công với Amazon nhé. Chào các bác.